Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không thể tổ chức đám cưới vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thông tin cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn vẫn đang là điều khiến khán giả và truyền thông vô cùng bất ngờ. Mặc dù còn nhiều thuyết âm mưu xoay quanh nguyên nhân cặp đôi Minh Lan chuyện tan đàn xẻ nghé, nhưng nhìn chung, cộng đồng mạng vẫn xót xa cho nữ hoàng rating vì về chung một nhà được gần 3 năm nhưng vẫn chưa được mặc váy cưới trong ngày trọng đại. Dân tình cứ chờ đợi rồi thỉnh thoảng nghe thấy thông tin cả hai sẽ tổ chức đám cưới, thế nhưng tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Chưa bao giờ Phùng Thiệu Phong lên tiếng bày tỏ sẽ cho Triệu Lệ Dĩnh một tiệc cưới hỏi như bao người phụ nữ khác. Mới đây, một bài viết đã tiết lộ điều này, hóa ra nguyên nhân có liên quan đến mẹ của Phùng Thiệu Phong. Theo thông tin, nguyên nhân khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức đám cưới là do mẹ Phùng Thiệu Phong chẳng mấy hài lòng với nàng dâu xuất thân từ nông thôn, có bằng cấp thấp, lại là diễn viên có đời tư lắm điều tiếng, thị phi. Bà cho rằng nữ diễn viên sở kiều chuyện không xứng làm dâu nhà họ Phùng. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến mặt mũi của nhà chúng tôi. Câu nói này từ mẹ Phùng Thiệu Phong ẩn chứa nhiều ý. Có lẽ bà không chấp nhận chuyện con dâu tương lai có bầu trước khi cưới. Ngoài ra, còn có một lý do khác, chính là mẹ Phùng Thiệu Phong coi thường Triệu Lệ Dĩnh và trong thâm tâm bà lại chẳng hề chấp nhận nàng Tiểu Hoa là con dâu của mình. Tuy nhiên, khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đã có thai 5 tháng. Vì điều này, mẹ Phùng Thiệu Phong đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân của đôi trẻ với điều kiện không được tổ chức hôn lễ để tránh việc bị những gia tộc quyền thế khác giễu cợt. Có lẽ chính sự hắt hủi của mẹ chồng là một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh chẳng được dài lâu. Mẹ của Phùng Thiệu Phong cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với con trai bà là vì nhìn vào điều kiện của gia đình chồng. Suốt thời gian qua, bà cứ nói mãi về điều này, như muốn Phùng Thiệu Phong tỉnh ngộ. Trong một show giải trí, Phùng Thiệu Phong đã bộc bạch rằng: "Tôi từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh rằng cô ấy muốn lấy tôi là vì lý do gì, chỉ đơn thuần muốn kết hôn hay thật sự thích tôi?" Phùng Thiệu Phong không có được cảm giác an toàn hay tin tưởng khi ở bên Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã lấy lại tinh thần và một lần nữa lao vào guồng quay công việc. Nhưng điều này khiến mẹ của Phùng Thiệu Phong không thể chấp nhận. Bà là người truyền thống, cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không biết nghe lời. Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu lại leo thang. Mới đây, khi tham dự buổi live stream quảng bá sản phẩm, nữ diễn viên khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp, nhan sắc, đúng như câu nói, phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Còn Phùng Thiệu Phong, chỉ 2 tuần sau khi ly hôn, tài tử này đã bị bố mẹ sắp đặt tới buổi hẹn hò đi xem mặt với mong muốn anh nhanh chóng tìm được đối tượng mới và ổn định cuộc sống hôn nhân. Có thông tin cho biết, bố mẹ của nam diễn viên cung tỏa Tâm Ngọc chỉ có một điều kiện duy nhất với con trai là đừng có mà tìm người trong làng giải trí. Ngôi sao cung tỏa Tâm Học cũng từng chia sẻ về mẹ của mình. Bà là người truyền thống và mạnh mẽ, một mình có thể đảm đương mọi việc và tôi luôn nghe theo lời bà. Lựa chọn trở thành diễn viên đơn thuần là sở thích của tôi. Trong nhiều bộ phim, Phùng Thiệu Phong đóng vai chính không cần nhận thù lao. Nam diễn viên đóng phim không phải kiếm tiền mưu sinh, mà chỉ để giải trí và trải nghiệm cuộc sống qua các vai diễn. Gia đình Phùng Thiệu Phong giàu có nên anh chẳng hề thiếu tiền. Có thể thấy, ngay từ đầu nhà họ Phùng đã không coi trọng Triệu Lệ Dĩnh và chỉ coi cô như công cụ sinh sản. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bị nhà chồng coi thường thì việc ly hôn chính là sự giải thoát cho Triệu Lệ Dĩnh. Dưới bài viết vạch trần nguyên nhân ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trên trang 163 đã thu hút lượt bình luận khủng từ dân mạng Trung Quốc. Đúng là kiểu con trai cưng của mẹ, ngoài 40 tuổi, anh ta vẫn bám váy mẹ như thế. Triệu Lệ Dĩnh ly hôn quả đúng là may mắn đó, làm dâu trong gia đình này thật khổ. Có chồng như thế này thà khỏi lấy còn hơn. Đường đường là sao hạng A lại bị nhà chồng khinh thường. Mà nhà anh ta giàu cỡ nào, có 1 tỷ nhân dân tệ thôi mà. Thu nhập trong suốt nhiều năm qua của Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua mức này lâu rồi. Với loại mẹ chồng này thì ly hôn là đúng.